Chào các bác nhá. Bữa ăn đến rồi, vô các em. Em thì không có thời gian chăn nuôi đâu, nên là sáng cứ đổ đầy cám. Hết nào tối về hết lại đầy cám, nhà cũng chả biết là cho ăn theo bữa hay là cho ăn tự do. Tóm lại là nhào vô đây các em. Nước thì cũng đầy bình. Đấy, ngan của em nay được 14 ngày tuổi các bác nhá. Em có trại chăn nuôi nhưng trại của em chạy thử nghiệm thôi. 16 ngày tuổi chứ nhầm các bác, 16 ngày tuổi xô được cái. Được cái, tầm này đang tầm khỏe. Đấy. Mỗi ngày nó chén hết một bao các bác ạ. Đấy, đây nữa. Đấy. Em có cái sàng ở dưới các bác nhé, là vì nó rất là hay bị rơi cám ra ngoài ấy. Thì cái sàng này thì nó sẽ đỡ rơi cám các bác nhé. Đó. Ăn này. Thế nào đây em ơi? Không, con này khỏe mà. Ở ô này có một con nó bị đây, con này nó bị kém lại này. Em tách riêng để cho tiêm. Đấy, con này kém lại các bác. Đấy, kém lại rồi. Em cho tiêm lỏi thôi. Còn tổng đàn thì cho uống cờ lá mốc. Hôm qua uống bữa rồi, hôm nay uống thêm một bữa nữa. Nuôi ngan thì rất là khó. Và nên có chuồng trại các bác nhé. Đây như chuồng của em là 300 vuông này. Chiều cao giữa sàn và nền là 30 phân. Trữ nước ở dưới nhé. Nên là các bác hầu như ngồi dưới đây không bao giờ có mùi tí nào luôn. Mùi là mùi do cái phân nó dính ở đây này. Đấy, tức là hai lần lưới. Thì ở trên này đứng không bao giờ có mùi các bác nhé. Trữ được nước như thế này thì khoảng 4 đến 7 ngày không phải rửa. Nếu mà chịu khó thì 4 ngày rửa một lần. Còn nếu mà không chịu khó thì 7 ngày nó bắt đầu có hơi mùi thì mình rửa thôi. Thực ra là không có mấy mùi đâu. Cho ăn thì cứ ăn tự do các bạn, chả bữa gì đâu. Em cứ đẩy mỗi một quây úm này thì em cho một cái máng này vào ba máng nước. Thì ở miền Bắc đang mùa nóng các bác nhé, mùa nóng thì nên ưu tiên là cho nó sử dụng thật nhiều nước, nên là nó sẽ sử dụng nhiều nước. Nên như ô này là nhiều nhất, nó uống gần hết nước rồi. Đấy, ưu tiên là sử dụng nhiều nước để chống nóng. Một trong những cái giải pháp chống nóng của nó là sử dụng nhiều nước, cung cấp đủ nước cho con vật. Đấy rồi, để em cho nó uống nước đã. Làm sao các bác nhá. Các bác nào cùng đam mê chăn ngan, chăn vịt xiêm thì hãy bình luận nhé. Hoặc cái bạn Zalo với em 0965 893 356. Đấy, con Âu này nó có một con nó bị tụt lại này. Đấy, tí em sẽ tiêm riêng cho nó. Con này cả tổng đàn cho uống thuốc phòng bệnh. Phòng bệnh nhé. Đấy, bọn em nuôi nhốt thì khoảng tầm có 5 cái ô này thì chắc phải tầm 6-7 ngày thả xuống. 20 ngày thả xuống, quên mất. Mệt quá, nó lộn. 20 ngày bắt đầu thả xuống nhé. Đây 16 ngày tuổi các bác. Một ngày nó chén hết một bao. Chào các bác nhá.